Bài thứ 15, chương thứ 4, phần tính tâm tu hành. Chánh văn. Chương này là căn cứ vào nhóm chúng sanh chưa vào chánh định mà nói về việc tính tâm tu hành. Về tính tâm thì ước lược có 4 món, còn tu hành lại có 5 môn. A lớn, nói về 4 món tính tâm. 1. Tinh căn bản, tức là ưa nghĩ nhớ pháp chân như. 2. Tinh Phật có vô lượng công đức, hành giả thường phải nghĩ tưởng gần gũi, cung kính và cúng dường chư Phật để phát khởi căn lành và nguyện cầu đặng nhất thế ký. 3. Tinh pháp của Phật có lợi ích lớn, hành giả phải thường nhớ tu hành các pháp ba la mật. 4. Tinh tăng là người chân chánh tu hành, tự lợi lợi tha, và hành giả thường ưa thân cận các vị Bồ Tát để cầu học cái hành chân thật. Lược giải. Luận này có 5 chương, 3 chương đầu là phần lý thuyết, chương thứ 4 nói về thực hành, tức là việc khởi tính tâm tu hành, nên chương này rất cần thiết cho hành giả. Vậy người nào mới có thể khởi tính tâm tu hành? Bồ Tát Mã Minh nói: phải chúng sanh chưa vào chánh định mới có thể khởi tính tâm tu hành. Tại sao thế? Vì những người tà định, ngoại đạo không thể khởi tính tâm tu hành theo Đại Thừa. Còn những người đã vào chánh định rồi thì không cần phải nói nữa. Duy có người bất định, không nhất định Đại Thừa hay Tiểu Thừa, chưa vào chánh định mới có thể khởi tính tâm tu hành theo Đại Thừa được. Vậy hành giả phải tin cái gì? Có 4 món. Trước nhất, hành giả phải tự tin nơi bản tánh chân như của mình, tức là tin mình sẵn có tánh Phật, khả năng thành Phật, cũng gọi là tin tâm Đại Thừa. Tin như thế nào? Phải luôn luôn tin tưởng và nghĩ nhớ tâm chân như của mình, thể nó lớn, tướng nó to, dụng nó đại. Đó là điều tin căn bản. Còn 3 điều tin sau này cũng do tin căn bản mà ra, tức là tin Tam Bảo, tin Phật là người đã chứng được chân như, tin Pháp là phương pháp để thực hiện chân như, tin Tăng là người đang thực hành theo chân như. Hành giả tin Phật để cầu được nhất thế ký, tin Pháp để tu hành theo các pháp ba la mật, tin Tăng để học theo hành chân thật. Chánh văn. B lớn, nói về 5 môn tu hành. 1. Bố thí. 2. Trì giới. 3. Nhẫn nhục. 4. Tinh tấn. 5. Chỉ quán định huệ. Thế nào là tu bố thí? Nếu thấy có người đến xin, hành giả có những tài vật gì, tùy theo sức mình đem bố thí cho người, thì sẽ được 2 điều lợi ích: tự mình bỏ được lòng tham lam bỏng sẻn, và người thọ thí được vui mừng. Nếu thấy người bị tai nạn, sợ hãi lo buồn, hành giả tận khả năng của mình cứu giúp, làm cho họ hết lo sợ, gọi là thí vô quý, bố thí cái không sợ. Nếu có người đến cầu nghe Phật Pháp, hành giả tùy theo sự hiểu biết của mình, phương tiện thuyết Pháp với tâm niệm tốt đẹp, là nghĩ vì tự lợi, lợi tha và hồi hướng về Đạo Bồ Đề, không vì danh lợi hoặc cầu người cung kính. Lược giải. Về việc tu hành, hành giả chỉ tu pháp lục độ thì những hành tự lợi và lợi tha đều được đầy đủ. Bố thí có 3 thứ: thí tài, thí pháp và thí không sợ. 1. Thí tài, tức là thí của, có 2 thứ của. A. Đem tiền bạc của cải của mình giúp cho người, gọi là thí ngoại tài, của ngoài thân. B.
hy sinh thân mạng mình để cứu người, như cho máu những người thiếu máu, vân vân, gọi là thí nội tài của trong thân. Thí ngoại tài thì hành giả sẽ trừ được tâm bỏng sẻn về tiền của. Thí nội tài thì hành giả sẽ bớt được tâm chấp ngã và tự ái. 2. Thí pháp, tức là thí phương pháp, có hai phần. A. Chỉ dạy cho người những phương pháp, nghề nghiệp chân chánh để tự nuôi sống, gọi là thí về pháp thế gian. B. Dạy người những phương pháp tu hành để giải thoát sanh tử luân hồi, gọi là thí về pháp xuất thế gian. Thí pháp, hành giả sẽ trừ được tâm bỏng sẻn về pháp. 3. Thí không sợ, tức là thí cái không lo sợ, cũng có hai phần. A. Về phần tiêu cực, mình không làm cho người lo sợ, gọi là thí không sợ. B. Về phần tích cực, thấy người bị hoạn nạn đang lo sợ, mình tận lực cứu giúp, làm cho người hết lo sợ, cũng gọi là thí không sợ. Bố thí không sợ, hành giả sẽ nuôi lớn được lòng từ bi. Chánh văn. Thế nào là tu trì giới? Không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, không nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, không nói dối, nói thêu dệt, không tham sân si, tật đố, vua nịnh, dối trá và tà kiến. Nếu là người xuất gia thì vì còn dẹp trừ phiền não nên phải xa lánh chỗ ồn ào, thường ở chỗ thanh vắng, tu hạnh thiểu dục tri túc, hoặc tu hạnh đầu đà, vân vân. Cho đến một lỗi nhỏ, hành giả cũng phải sanh tâm hổ thẹn, ăn năn sám hối và kiêng sợ, không dám khinh giới luật của Phật. Hành giả phải giữ gìn, đừng để cho người chê bai, khinh hiềm tại mình mà họ tạo tội lỗi. Lược giải. Giới luật của Phật chế ra tổng quát có ba phần, gọi là tam tụ tình giới, ba phần giới thanh tịnh. Một, bỏ các điều tội lỗi, gọi là nhiếp luật nghi giới. Hai, làm các việc lành, gọi là nhiếp thiện pháp giới. Ba, làm lợi ích chúng sanh, gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Hành giả tu theo Đại Thừa, một mặt là phải giữ ba phần giới này cho thanh tịnh, một mặt nữa là đừng làm những điều sái quấy để cho thế gian đàm tiếu, mà họ mang lấy tội lỗi. Chánh văn. Thế nào là tu nhẫn nhục? Nhẫn chịu những điều người ta làm cho mình khổ não, trong tâm hành giả cũng không nghĩ tưởng đến việc trả thù, và nhẫn chịu tám hướng gió của trần gian thổi đến. Một, thành lợi. Hai, suy bại. Ba, hủy bán. Bốn, danh dự. Năm, khen. Sáu, chê. Bảy, khổ. Tám, vui. Lược giải. Tất cả những hoàn cảnh làm cho hành giả tạo các tội lỗi không ngoài tám điều, gọi là bát phong, tám ngọn gió. Nhưng tóm lại thì có hai cảnh thuận và nghịch. Tài lợi, danh vọng, khen ngợi và vui là bốn ngọn gió thuận cảnh. Nó thổi vào biển tâm của hành giả, làm cho nổi lên vô lượng sống tham lam. Suy bại, quỷ bán, công kích lỗi người, chê bai, nói xấu và khổ là bốn ngọn gió nghịch cảnh. Nó thổi vào biển tâm của hành giả, làm cho nổi lên không biết bao nhiêu sống sân hận. Hành giả khi gặp các thứ gió, dù thuận hay nghịch, cũng đều phải giữ gìn biển tâm của mình cho yên lặng, đừng để các sống phiền não như tham lam hay sân si vân vân nổi lên. Như thế gọi là tu pháp nhẫn nhục ba la mật. Chánh văn. Thế nào là tu tinh tấn? Lập chí kiên nhẫn, tu các việc lành, tâm không trễ nải và không khiếp nhược. Hành giả phải thường nhớ rằng, từ quá khứ nhiều kiếp lâu xa đến nay, đã thọ không biết bao nhiêu thân tâm hư giả và chịu không biết bao nỗi khổ lớn lao, đều không có lợi ích gì cả,
Bởi thế nên đời nay ta phải siêng năng tu các công đức, làm những việc tự lợi lời tha để mau xa lìa các khổ. Lại nữa, nếu người tính tâm tu hành mà bị các nghiệp chướng đời trước làm chướng ngại, hoặc bị các tà ma ác quỷ nhiễu hại, hay bị việc đời ràng buộc, hoặc vì bệnh khổ làm não bức vân vân, thì hành giả phải tinh tấn dõng mãnh, ngày đêm sáu thời lễ Phật tụng kinh, thành tâm sám hối, thường hành không bỏ phế, khuyên thỉnh Phật trụ thế và tùy hỷ các việc công đức để hồi hướng về đạo quả Bồ Đề. Phải làm như thế, hành giả mới khỏi các điều chướng ngại và căn lành tăng trưởng. Lược giải. Tinh tấn là một yếu tố để thành công trên đường đời cũng như trên đường đạo. Người tu hành nếu thiếu tinh tấn thì không bao giờ thành đạo chứng quả được. Tinh là tinh chuyên một việc, tấn là tiến tới không dừng. Hành giả lập chí dũng mãnh, chuyên tu các pháp lành, tâm không khiếp nhược, phải thường nhớ rằng từ vô lượng kiếp đến nay ta thọ biết bao nhiêu thân, chịu biết bao nhiêu khổ, nhưng không làm được điều lợi ích gì cả. Vậy đời này ta phải tu các công đức để xa lìa các tội khổ. Nếu người bị nghiệp chướng đời trước nặng nề, hoặc tà ma ác quỷ nhiễu loạn, hay việc đời ràng buộc, bệnh hoạn làm khổ não vân vân, khó hành đạo được, hành giả phải ngày đêm sáu thời tụng kinh sám hối, không nên bê trễ, thì các chướng ngại sẽ hết và căn lành tăng trưởng. Chánh văn. Thế nào là tu chỉ quán? Chỉ nghĩa là đình chỉ tất cả các dòng tưởng, định, để tùy thuận theo quán không, samatha. Quán nghĩa là quán sát các tướng nhân duyên sanh diệt, huệ, để tùy thuận theo quán giả, tỳ bát sa na. Sao gọi là tùy thuận? Do hành giả từ từ tu tập, một lần cả chỉ và quán đều không rời nhau, nên gọi là tùy thuận. Lược giải. Tu chỉ quán tức là tu thiền định và trí huệ. Chỉ là đình chỉ các dòng tưởng, tức là định. Quán là quán sát để thấu rõ chân lý của các pháp, tức là huệ. Tu chỉ quán sẽ được định huệ, vì chỉ quán là nhân mà định huệ là quả. Trong lục độ chia riêng ra thiền định và trí huệ là muốn cho hành giả thấy rõ hành tướng, công dụng và kết quả của hai pháp môn khác nhau. Trong luận này về chương tính tâm tu hành, Bồ Tát Mã Minh cũng dạy tu lục độ, nhưng hai độ sau lại chung làm một và không gọi tu định huệ mà lại gọi là tu chỉ quán. Vì Bồ Tát muốn cho hành giả phải hiểu rằng về phần tu nhân thì hai pháp này rất liên quan với nhau nên không thể rời nhau, nghĩa là hành giả phải đồng thời tu cả chỉ và quán. Trong chỉ có quán, trong quán có chỉ. Thế nào là trong chỉ có quán? Nghĩa là muốn ngăn ngừa đình chỉ không cho các dòng tưởng nổi lên thì hành giả phải quán sát các pháp là không. Bởi các pháp là không nên hành giả chẳng chấp có và không khởi tâm tham sân vân vân. Thế nào là trong quán có chỉ? Nghĩa là hành giả quán sát các pháp đều do nhân duyên hòa hiệp, sanh không phải thật sanh mà diệt cũng không phải thật diệt. Vì các pháp do nhân duyên hòa hiệp giả có nên hành giả chẳng chấp không và chẳng sanh các phiền não. Nói về tu chỉ định. Chánh văn. Nếu tu chỉ định, hành giả phải ở chỗ thanh vắng, ngồi ngay thẳng, tâm chân chánh, chẳng nương hơi thở, chẳng nương hình sắc và hư không, chẳng nương đất, nước, gió, lửa, chẳng nương thấy, nghe hay biết, cho đến các tưởng niệm đều diệt trừ. Rồi hành giả dẹp luôn cái tâm niệm, trừ tưởng niệm nữa. Do tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ, mỗi niệm không sanh, mỗi niệm không diệt,
Nên hành giả phải không các tưởng niệm và cũng không tưởng các cảnh giới ngoài tâm. Rốt sao rồi lấy tâm trừ tâm. Nếu tâm vọng tưởng rong ruổi thì hành giả phải liền đem trở lại chánh niệm. Phải biết chánh niệm đây tức là duy tâm, không có ngoại cảnh, và cái tâm này cũng không hình tướng gì có thể tưởng niệm được. Lược giải. Hành giả tu định chỉ phải ở chỗ thanh vắng, tránh xa nơi ồn ào náo nhiệt, thân ngồi ngay thẳng, không ngước không cúi, tâm phải chân chánh, tỉnh táo sáng suốt và tịch tịnh, không phù không trầm, phải thoát ly thân, nghĩa là không nương hơi thở, không sổ tức, không nương hình sắc, phải thoát ly thế giới, không nương hư không tứ đại, và phải thoát ly tâm, không nương thấy nghe hay biết. Hành giả phải trừ hết các tưởng niệm, rồi cái tâm niệm trừ các tưởng đó cũng dứt luôn. Phải biết các pháp từ hồi nào đến giờ chỉ là nhất tâm, duy tâm, không sanh, không diệt, không có cảnh giới ngoài tâm. Bởi thế nên tâm vừa vọng động rong ruổi theo trần cảnh thì hành giả phải thâu lại đem về chánh niệm, tức là nhất tâm, gọi là dùng nhất tâm diệt các vọng tưởng. Rốt sao cái tâm này, nhất tâm, cũng không còn, gọi là dùng tâm trừ tâm. Các vị cổ đức dạy rằng người tham thiền trong phải thoát ly thân tâm, ngoài xa lìa cảnh giới, nghĩa là phải rời tâm ý thức mà tham cứu, phải ra khỏi con đường thánh phàm mà tu học, phải diễn ly các cảnh giới vọng tưởng mà cầu đạo, tóm lại là phải phóng xả tất cả. Chánh văn. Lại nữa, trong tất cả thì giờ, khi đi, đứng, nằm, ngồi, tới lui, qua lại, làm tất cả việc, hành giả phải thường nhớ phương tiện. Phương tiện tùy duyên chỉ, nghĩa là tùy thuận quán sát. Hành giả phải tu tập như vậy lâu ngày thuần thục thì tâm được an trụ. Do tâm an trụ lần lần mạnh mẽ nên dẹp sâu phiền não, tính tâm tăng trưởng, đặng tùy thuận vào chân như tam muội, mau thành vị bất thối. Chỉ trừ những người nghiệp chướng sâu dày, nghi ngờ bài bán không tin, hoặc ngã màng biến nhát thì không thể nhập chân như tam muội được. Và hành giả nhờ nương pháp chân như tam muội này mà biết được pháp giới duy nhất, nghĩa là nhận rõ pháp thân của chư Phật và thân chúng sanh bình đẳng không hai, nên cũng gọi là nhất hành tam muội. Phải biết chân như là căn bản của các pháp tam muội. Nếu hành giả tu pháp tam muội này thì lần lần sẽ được vô lượng pháp tam muội. Lược giải. Đoạn này nói về phương tiện tùy duyên chỉ, nghĩa là tu thiền định không những thường ngồi mà còn phải phương tiện tùy duyên tu tập, không cho gián đoạn. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm các việc, hành giả cũng phải luôn luôn quán sát tu tập. Như thế lâu ngày tâm được an trụ, nhân đó định lực lần lần mạnh mẽ, nên tính tâm tăng tấn, dẹp sâu phiền não, được tùy thuận vào chân như tam muội, thành bực bất thối. Chỉ trừ những người quỷ bán không tin thì không được vào chân như tam muội. Hành giả được chân như tam muội rồi thì biết pháp giới là một, chúng sanh và chư Phật bình đẳng không hai, mê ngộ đồng một tánh, nên cũng gọi là nhất hành tam muội, tam muội đồng nhất thể. Chân như tam muội là căn bản của các pháp tam muội, nên người ngộ được chân như tam muội rồi thì sẽ được các pháp tam muội khác. Chữ tam muội người Trung Hoa dịch là chánh định hay chánh thọ, nghĩa là tu định đã đến lúc thuần thục hay đúng mức. Đã nói tu thiền định rồi, tiếp sau đây sẽ nói các diệt ma. Thank you.
Bài thứ 16, chương thứ 4, phần tính tâm tu hành. Tiếp theo và hết. Xê lớn, nói về các thứ ma chướng trong khi tu thiền. Chánh văn: nếu chúng sanh nào căn lành mỏng ít, bị các tà ma ngoại đạo hoặc quỷ thần làm não loạn, trong khi hành giả tham thiền, chúng hiện các hình tướng ghê sợ, hoặc hiện kẻ trai, người gái xinh đẹp, vân vân, thì phải quán duy tâm. Lúc bấy giờ các ma này tiêu diệt, không còn làm gì được nữa. Hoặc chúng hiện hình chư thiên, Bồ Tát, Phật, cũng đủ các tướng tốt, hoặc nói thần chú, nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hoặc nói pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, không quán, không thân, không nhân, không quả, rốt ráo trống không vắng lặng, gọi đó là chân niết bàn. Hoặc chúng làm cho hành giả biết được đời trước của mình, túc mạng thông, hoặc biết những việc quá khứ vị lai, biết đặng tâm người, tha tâm thông, biện tài vô ngại. Chúng làm cho hành giả tham luyến danh lợi ở thế gian, vân vân. Hoặc ma làm cho hành giả tánh không chừng đổi, hay giận hay cười, ưa ngủ nhiều bình, hoặc nhiều thương xót tâm hay giải đãi, hoặc có khi rất tinh tấn, có lúc lại bê tha, hoặc sinh tâm nghi ngờ không tin và nhiều lo nghĩ, hoặc bỏ pháp tu căn bản trở lại tu các tạp hành, hoặc đắm nhiễm các việc truyền phược ở thế gian, hoặc làm cho hành giả đặng chút ít phần tương tự như các pháp tam muội. Song đó là cảnh bị chứng của ngoại đạo, không phải thật tam muội. Hoặc làm cho hành giả ở trong định từ một ngày hoặc đến bảy ngày, tự nhiên đặng món ăn thơm ngon, thân tâm vui thích, không biết đói khát, khiến cho hành giả rất ưa thích. Hoặc làm cho hành giả ăn không chừng đổi, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những cảnh vật như vậy, hành giả phải thường dùng trí huệ quan sát, siêng năng giữ gìn chánh niệm, không nên chấp thủ, chớ để cho tâm mình đọa vào lưới tà. Phải như thế hành giả mới xa lìa được các ma chướng. Lược giải: người tu thiền định khi phá trừ ngũ ấm sẽ bị trên 50 món ma biến hiện đủ cách để thử thách và não hại người tu thiền. Khi gặp các cảnh ma ấy, hành giả phải dùng tâm như thế nào và dùng những phương pháp gì để diệt trừ, thì trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy rất rõ ràng và kỹ lưỡng. Quý vị nên đọc đoạn Ngũ Ấm Ma trong quyển Đại Cương Lăng Nghiêm. Trong luận này, ngài Mã Minh Bồ Tát chỉ nói sơ lược về diệt ma, hoặc chúng hiện thân Phật, thân Bồ Tát, hoặc nói kinh thuyết pháp thông suốt, hoặc làm cho người tu thiền biết được việc quá khứ vị lai, hoặc đặng túc mạng thông, tha tâm thông, biện tài vô ngại, hoặc làm cho người tu thiền tham lam danh lợi, vân vân. Khi gặp các cảnh ma như vậy, hành giả phải đừng quyến luyến nhiễm trước và đừng sanh tâm vui mừng hay lo buồn, mà phải luôn luôn quán duy tâm, nghĩa là quán do dụng công tu thiền nên tâm hiện ra các cảnh như vậy, chứ không có gì lạ và cũng không phải chứng chi cả. Kinh Lăng Nghiêm Phật nói: nếu hành giả không chấp mình được thiền hay chứng thánh thì tốt, còn chấp mình thiền hay chứng thánh thì đọa vào tà đạo. Bất tác thánh tâm danh thiền cảnh giới, nhược tác thánh giải tức họ quần tà. Phải dùng tâm như thế thì các cảnh ma kia tự nhiên tiêu diệt. Nếu hành giả vui mừng cho mình được thiền hay chứng đạo vân vân thì bị ma ám ảnh nhiễu hại, vì các việc ma là hiện thân của sự tham luyến vui buồn chấp thủ. Chánh văn: phải biết các pháp thiền định tam muội của ngoại đạo tu tập đều không rời phiền não hữu lậu, vì tâm còn ngã màng, chấp ngã tham lam danh lợi ở thế gian và cầu người cung kính. Còn tu pháp chân như tam muội thiền định này thì không có tướng gì để thấy, không có tướng gì để được, lại có công năng làm cho các phiền não lần lần mỏng ít, cho đến khi xuất định, hành giả cũng không giải đãi.
Nếu người tu hành mà không tu pháp chân Như Tam Muội này thì không thể nhập được dòng giống của Như Lai. Tu các pháp thiền định Tam Muội của thế gian cũng như thiền định của ngoại đạo đều thuộc trong tam giới, vì còn các phiền não chấp ngã và say đắm nhiễm trước nơi cảnh thiền. Bởi thế nên người tu thiền định nếu không có thiền tri thức dẫn dắt thì quyết định sẽ lạc vào ngoại đạo. Lược giải. Trong kinh Lăng Nghiêm, khi Phật sắp chỉ dạy phương pháp tu hành thì Phật đã khuyên bảo dặn dò ông A Nan và đại chúng rằng phải phân biệt rành rõ hai món căn bản. Một, dòng tâm phiền não là căn bản của sanh tử luân hồi. Và hai, chân tâm thanh tịnh là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn. Nếu các ông nhận lầm phiền não là căn bản của sanh tử luân hồi làm nhân tu hành thì không bao giờ thành Phật được, cũng như người nấu cát làm cơm không bao giờ thành cơm được, và cũng như người nhận giặc làm con chỉ bị nó phá hại mà thôi. Bởi thế nên đoạn này Bồ Tát Mã Minh phân tách rành rõ tà định và chánh định để cho hành giả khỏi lầm lạc. Thiền định của ngoại đạo và thế gian là do phiền não hữu lậu làm động cơ thúc đẩy, như vị lợi dưỡng, cầu người cung kính vân vân mà tu. Khi tu thiền thấy được một vài thắng cảnh thì họ ngã mạn cống cao và tham ái nơi cảnh thiền vân vân. Bởi thế nên tu chừng nào thì họ lại tăng trưởng bản ngã, thêm nhiều phiền não, đào sâu hố tà luân hồi mãi trong tam giới. Còn thiền định của chư Phật là do chân tâm thanh tịnh, chân như làm động cơ, nên không vì lợi dưỡng hay cầu người cung kính. Khi thấy thắng cảnh chỉ quán là duy tâm, không móng tâm tham luyến, không ngã mạn cống cao, không nuôi lớn bản ngã. Bởi thế nên hành giả tu chừng nào thì phiền não càng tiêu, được vào cảnh giới của chư Phật. Tóm lại, người tu thiền định nếu không có thiện hữu tri thức minh sư chỉ giáo để dẫn dắt thì dễ lạc vào tà kiến ngoại đạo. Dê lớn. Mười điều lợi ích thiền định. Chánh văn. Người chuyên tâm tinh tấn tu pháp Tam Muội này, chân như Tam Muội, thì hiện đời sẽ được mười điều lợi ích. Một, được mười phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm. Hai, không bị các ma quỷ khủng bố. Ba, không bị 95 thứ thiên ma ngoại đạo làm mê hoặc. 4. Xa lìa những việc quỷ bán chánh pháp và các tội chướng nặng nề dần dần mỏng ít. 5. Diệt hết các nghi ngờ và những sự thấy nghe tội lỗi. 6. Đối với các cảnh giới của chư Phật, lòng tin tăng trưởng. 7. Xa lìa các điều ăn năn lo lắng và đối với việc sanh tử, tâm không khiếp sợ. 8. Tâm được như hòa, bỏ tánh kiêu mạn, chẳng bị người làm não hại. 9. Dù chưa chứng định, song trong tất cả thời gian, tất cả cảnh giới, hành giả có thể làm cho các phiền não tổn giảm và không tham vui ở thế gian. 10. Nếu được Tam Muội thì không bị các âm thanh của trần gian và các ngoại duyên làm chao động. Lược giải. Người tu hành là một vị tướng soái cùng với các ma quân trường kỳ kháng chiến, không phải kháng chiến một năm một tháng mà phải nhiều đời nhiều kiếp, không phải một ngày một buổi mà phải đánh từng giờ từng phút với giặc nội tâm phiền não. Cố nhiên hành giả phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tự vệ, phải trải qua một a tăng kỳ kiếp, một vô số kiếp, hành giả phải thua nhiều thắng ít. Giai đoạn thứ hai là cầm cự, trải qua một a tăng kỳ kiếp thứ hai, hành giả phải năm ăn năm thua. Giai đoạn thứ ba là phản cộng, cũng trải qua một a tăng kỳ kiếp nữa, hành giả thắng nhiều mà thua ít. Tuy nhiên nếu hành giả thành tâm chuyên nhất tinh tấn tu học pháp chân như Tam Muội này thì sẽ được mười điều lợi ích như trên. Mà điều lợi ích thứ nhất là được chư Phật
và Bồ Tát thường hộ niệm. Như vậy, lo chi chẳng được thành đạo chứng quả. Trên đã nói tu chỉ, tiếp theo đây sẽ nói tu quán. E lớn, bảy pháp quán. Chánh văn: nếu người tu chỉ định mà tâm bị trầm một, chìm lặng, sinh ra giải đãi, hoặc chẳng ưa làm các việc lành, xa lìa tâm đại bi, thì phải tu quán. Một, quán vô thường. Quán tất cả các pháp hữu vi trong thế gian, không có lâu dài, giây phút biến hoại. Hai, quán khổ. Quán tất cả tâm hành là khổ, vì mỗi niệm sanh diệt không dừng. Ba, quán vô ngã. Quán các pháp như quá khứ như chiêm bao, các pháp hiện tại như chớp nhoáng, các pháp vị lai như mây tụ tán. Bốn, quán bất tịnh. Quán tất cả thân hình nam nữ trong trần gian đều bất tịnh, đủ các thứ ô uế, không có một chút gì sạch sẽ đáng ưa. Năm, quán đại bi. Hành giả phải thường nhớ tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ đều bởi vô minh quân tập làm cho tâm sanh diệt, và đã thọ không biết bao nhiêu thân hình khổ não. Hiện tại đây vẫn bị vô lượng sự khổ sở đang áp bức, cho đến vị lai cũng còn chịu các điều khổ não, không biết chừng nào cùng tận. Chúng sanh bị các khổ sở như thế không thể lìa bỏ được, thế mà không hay không biết, thật đáng thương xót. 6. Quán đại nguyện. Hành giả thường suy nghĩ chúng sanh khổ sở như thế, nên phát tâm dũng mãnh, tu tất cả công đức lành, lập lời thệ nguyện trọng lớn: nguyện cho tâm tôi không còn phân biệt thân sơ, đồng thể, để dùng vô lượng phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh khổ não khắp cả mười phương, cùng tận vị lai đều được an vui niết bàn. 7. Quán tinh tấn. Do hành giả đã phát nguyện trọng lớn như vậy, nên trong tất cả thời gian và tất cả mọi nơi phải siêng năng tu học, tùy theo khả năng của mình mà làm các việc lành, tâm không giải đãi. Lược giải. Hành giả nếu tu chỉ mà không tu quán thì có thể sanh ra những tai hại là xa lìa tâm đại bi, không ưa làm các việc lành. Bởi thế nên muốn tránh những tai hại ấy, hành giả phải tu quán. Trước nhất, hành giả phải quán tứ niệm xứ để thấy rõ thân tâm và thế giới đều là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tiếp đó, hành giả dùng quán đại bi quán cái khổ của chúng sanh vô biên để khởi lòng đại bi cứu độ. Rồi tiếp dùng quán đại nguyện, nghĩa là khi đã thấy chúng sanh khổ quá, nên hành giả tự phát lời thệ nguyện rộng lớn và dũng mãnh độ sanh với tâm bình đẳng, không phân biệt thời gian và không gian. Hành giả đã lập đại nguyện rồi thì phải dùng quán tinh tấn, nghĩa là phải tận lực của mình làm các điều lợi ích cho chúng sanh trong mười phương, không khi nào rảnh việc. Rê lớn: chỉ và quán đồng thời tu. Chánh văn: chỉ trừ những lúc ngồi chuyên tu pháp chỉ, còn ngoài ra tất cả thì giờ khác, hành giả đều phải quan sát những việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, hành giả phải đồng thời tu cả chỉ và quán. Nghĩa là hành giả tuy trong khi quán tự tánh của các pháp không sanh, chỉ, nhưng cũng quán do nhân duyên hòa hiệp, nên nghiệp lành giữ và quả báo khổ vui không mất, quán. Tuy trong lúc quán do nhân duyên hòa hiệp, nghiệp báo không mất, quán, nhưng hành giả cũng quán tự tánh của các pháp không sanh, chỉ. Lược giải. Bồ Tát Mã Minh dạy hành giả trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi đều phải tu cả chỉ và quán. Trong khi quán các pháp vô sanh để trừ tâm tham lam ái trước vân vân, thì hành giả cũng quán nhân duyên hòa hiệp, nhân quả lành giữ không mất, để rộng tu các việc lành và giáo hóa chúng sanh. Tuy quán không mà chẳng bỏ môn hạnh lành, quán có mà tâm tánh vẫn thanh tịnh,
không niệm trước ái luyến một cảnh nào. Đó là lợi ích của chỉ và quán đồng thời tu vậy. Hắc lớn, lợi ích tu chỉ quán. Chánh văn: phàm phu tu chỉ thì trừ được tâm nhiễm trước thế gian, nhị thừa tu chỉ thì bỏ được tâm khiếp nhược, phàm phu tu quán xa lìa được cái bệnh chẳng ưa tu pháp lành, nhị thừa tu quán đối trị được tâm hẹp hòi ích kỷ, chẳng khởi đại bi. Bởi thế nên phải tu cả chỉ và quán, giúp nhau mới thành, không thể rời nhau được. Nếu hành giả không tu cả chỉ và quán thì sẽ không thể vào đạo Bồ Đề. Lược giải: nhờ tu chỉ nên hành giả ngăn được sự tham trước và khiếp nhược, nhờ tu quán nên hành giả phát khởi tâm đại bi và làm lợi ích cho chúng hữu tình. Bởi thế nên pháp chỉ, quán, định, huệ là con đường lớn của hành giả để về cõi Phật. Y lớn: pháp môn niệm Phật. Chánh văn: lại nữa, nếu có chúng sanh nào mới tu pháp này, tâm còn khiếp sợ, muốn được chánh tín, nhưng lo sợ ở cõi ta bà không thường gặp Phật, nghe pháp và cúng dường, sợ e lòng tin của mình không thành tựu, muốn thối chí, thì những chúng sanh ấy nên biết rằng Phật còn có phương tiện thù thắng bảo đảm tính tâm của hành giả được thành tựu. Phương tiện ấy là nhân duyên chuyên tâm niệm Phật, cầu sanh về cõi Phật ở phương khác. Để thường được thấy Phật, nghe pháp thì chắc chắn xa lìa được ác đạo. Trong Khế Kinh Phật dạy: nếu người chuyên tâm niệm Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc phương Tây và đem công đức tu hành hồi hướng phát nguyện cầu sanh về đó, thì quyết định sẽ sanh về thế giới cực lạc, được thường thấy Phật và nghe pháp, không bao giờ thối chuyển. Nếu hành giả quán chân như pháp thân của Phật A Di Đà và thường siêng năng tu tập, thì rốt ráo sẽ được sanh vào hàng ngũ chánh định. Lược giải: hành giả muốn hái quả Phật tất nhiên phải leo lên cây Bồ Đề cao 6 thước là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Quan trọng nhất là 2 thước sau. Trong luận này gọi là chỉ và quán. Đó là điều duy nhất của các vị Bồ Tát đã và sẽ chứng quả Phật. Nhưng có người lo ngại, chúng phàm phu đến quả Phật phải tu nhiều kiếp và trải qua thời gian lâu xa là 3 vô số kiếp. Hơn nữa, ở cõi ta bà này có rất nhiều chướng ngại và không thường gặp Phật, sự tu khó thành công. Muốn cho những người ấy hết lo ngại, bảo đảm sự tu hành chắc chắn được kết quả, nên Bồ Tát Mã Minh chỉ thêm một phương tiện thù thắng của Phật là dạy người nhất tâm niệm Phật, hồi hướng cầu sanh về cõi nước của Phật A Di Đà, để thường gặp Phật và làm bạn với các vị Bồ Tát. Ngày đêm 6 thời thường nghe tiếng pháp, cho đến gió thổi, cây rung, suối reo, chim hót cũng đều diễn ra những pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, vân vân, như trong kinh Di Đà đã nói. Hành giả gặp hoàn cảnh thuận tiện tốt đẹp như thế thì lo gì chẳng thành đạo chứng quả. Bởi thế nên pháp nhất tâm niệm Phật là phương tiện thù thắng nhất của Đức Đại Bi Thế Tôn.